Em Tuấn xin chào quý cô bác anh chị, chào quý đầu tư nhé. Thì hiện tại em Tuấn đang có mặt tại ấp Bào Bông, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một lô đất tại đường Một Xẹc, Hùng Vương. Dạ, thì lô đất chúng ta hôm nay có diện tích là ngang hơn 6m, ngang hơn 6m và dài vào trong là hơn 20m, dài vào trong hơn 20m, với tổng diện tích là 127m2, đã có sẵn 103m2 thổ cư rồi. Dạ, thì đây là đường ranh đi vào lô đất, sâu lô đất. Dạ, xung quanh lô đất chúng ta đã được bao quanh bằng lớp gạch rồi. Dạ, anh chủ đã bao quanh bằng lớp gạch, xung quanh là nhà dân này, san sát này, nhà trọ. Dạ, chỉ cách khu dân cư, cách đường Hùng Vương trong vòng bán kính là 100m thôi, 100m là ra đến đường Hùng Vương rồi. Dạ, thì anh chị cũng có thể thấy là xung quanh này các dãy trọ này, dãy trọ đang được cho thuê này. Dạ, tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đường thì ô tô 7 chỗ và thoải mái. Dạ, thì kế bên lô đất chúng ta là căn biệt thự này, căn biệt thự. Dạ, với mức giá đỉnh điểm của lô đất này dao động là từ 1.4 tỷ đến 1.6 tỷ trên một lô 120m. Nhưng mà lô này được lợi thế là mặt tiền dài là hơn 6m, nở hậu vào 6m4. Dạ, với diện tích là 127m2, điện thì trên đầu rồi. Dạ, điện thì trên đầu, với mức giá chỉ với là 1.2 tỷ trên một lô 127m2. Dạ, lô đất của chúng ta đây có chiều ngang là 6m1 và nở hậu là 6m4, dài là hơn 20m. Dạ, tổng diện tích là 127m2. Dạ, đây thì chúng ta sẽ di chuyển ra đường Hùng Vương đây. Đấy, di chuyển từ đây ra đường Hùng Vương chỉ hơn 100m thôi. Dạ, thì xung quanh là các dãy trọ rất là nhiều, đường thì ô tô tránh nhau. Thì dãy trái thì chúng ta sẽ di chuyển về hướng Vĩnh Thanh và về hướng Phải Cát Lái, và dãy phải thì chúng ta sẽ di chuyển về hướng xã Long Thọ và di chuyển vào khu công nghiệp Nhân Trạch. Dạ, khu công nghiệp Nhân Trạch ở đây rất là đông dân cư. Dạ, thì anh chị quan tâm đến lô đất với tài chính từ 1.2 tỷ đến 1.4 tỷ thì liên hệ với em Tuấn. Dạ, em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nha. Xin chào.